Chiều ngày 29 tháng 6, tại cuộc họp báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về hai thí sinh có hành vi phát tán đề thi ra ngoài. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, sau khi thông tin đề thi ngữ văn và toán bị lan truyền trên mạng, Bộ Giáo dục Đào tạo đã nhanh chóng phối hợp với Cục An ninh Chính trị Nội bộ của Bộ Công an A03 vào cuộc điều tra xác minh và nhanh chóng tìm ra người phát tán. Hiện hai thí sinh tại Hội đồng thi tỉnh Cao Bằng và Yên Bái đã bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan. Vụ việc đang được A03 tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 29 tháng 6, Tòa án Quân sự Thủ đô đã tuyên án đối với 7 bị cáo là những cựu cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về tội tham ô tài sản. Theo đó, Tòa án Quân sự Thủ đô quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn, cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Cùng tội danh, tòa tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Đồng, cựu Trung tướng, cựu Chính ủy 15 năm, 6 tháng tù; Doãn Bảo Quyết, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy 15 năm tù; Phạm Kim Hậu, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng 15 năm tù; Bùi Trung Dũng, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh 15 năm tù; Nguyễn Văn Hưng, cựu Đại tá, cựu Cục trưởng Kỹ thuật 10 năm; và ông Bùi Văn Hòa, cựu Thượng tá, cựu Phó Phòng Tài chính 12 năm tù. Sau khi chấp hành xong bản án, các bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chỉ huy quản lý trong 3 đến 5 năm. Bản án xác định, tháng 2 năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách chi quản lý hành chính năm 2019, trong đó 150 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật mua sắm vật tư thiết bị. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn gặp bị cáo Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật yêu cầu khi mua sắm phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi các bộ ban ngành địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên, tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người bị nạn, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố tương tự, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai và hoạt động xây dựng nếu có, theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 29 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ vừa phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ Hà Duy Phương, 41 tuổi, trú phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Hà Duy Phương là cán bộ tín dụng của ngân hàng BVCombank, chi nhánh Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Do nghiện game và nợ nần, nên từ năm 2018 đến năm 2019, Phương đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của chính ngân hàng mình làm việc, sau đó bỏ trốn. Khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 6, gia đình đã đưa thi thể chị L tử vong khi tiêm filler nâng ngực đi an táng tại khu vực phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở thẩm mỹ của YL, người tiêm filler nâng ngực cho chị L ở trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau đã đóng cửa tháo dỡ bảng hiệu. Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết, chị L liên hệ với YL từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh tiêm filler nâng ngực. Sau khi thỏa thuận tiêm filler nâng ngực giá 10 triệu đồng, sáng ngày 27 tháng 6, chị L đến khách sạn YN, đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để tiêm. Đến 10 giờ cùng ngày, chị L tím tái, sùi bọt mép. Khi đến bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cấp cứu thì chị L đã tử vong. Được biết chị L có 3 con nhỏ. Công an tỉnh Hải Dương vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gồm Đỗ Việt Hùng, sinh năm 1989, Đào Thanh Bình, sinh năm 1991, cùng trú thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Trường Giang, sinh năm 2000, trú xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;
Cơ quan điều tra công an tỉnh Hải Dương xác định từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, ba đối tượng trên đã đưa thông tin không có thật về hai phần mềm tracking-giám-sát.com và định vị toàn quốc 24h.top là có thể theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén điện thoại và các ứng dụng trên mạng xã hội như Zalo, Facebook. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 57 triệu đồng của 4 người dân cả tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương.